Lâm Vĩ Dạ hủy tất cả các show vì Lâm bệnh, căn bệnh mà cô mắc phải liệu có nguy hiểm không? Mới đây trên trang cá nhân, một người bạn của Lâm Vĩ Dạ đăng tải hình ảnh nữ diễn viên nằm trên giường bệnh kèm lời viết và tag tên của cô. Hiện tại tình hình sức khỏe của Lâm Vĩ Dạ không tốt, bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn tiền đình nên Lâm Vĩ Dạ xin phép hủy các show từ hôm nay đến cuối tháng. Khi nào sức khỏe Lâm Vĩ Dạ hồi phục sẽ tiếp tục nhận show. Mong tất cả các bầu show và sản xuất thông cảm. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn bè và người thân. Một bức ảnh khác cho thấy tình trạng sức khỏe của Lâm Vĩ Dạ khá yếu và không thể tự đi được mà phải di chuyển bằng xe lăn. Người hâm mộ và bạn bè vô cùng lo lắng và không ngừng gửi lời hỏi thăm sức khỏe của nữ diễn viên. Lâm Vĩ Dạ sinh năm 89, là một diễn viên hài được nhận xét là có khuôn mặt đẹp. Cô được biết đến là bạn diễn ăn ý, cộng tác cùng diễn viên Trường Giang từ hồi chưa nổi tiếng. Thậm chí nhiều người nhận xét cô gặp Trường Giang còn nhiều hơn cả cô bạn gái của anh. Cô học cùng với danh hài trong trường sân khấu điện ảnh và tham gia chung tại sân khấu Nụ Cười Mới. Những năm gần đây, Lâm Vĩ Dạ tham gia khá nhiều chương trình truyền hình và dần khẳng định được tên tuổi của mình. Cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng diễn viên Hứa Minh Đạt, đàn anh trong trường sân khấu điện ảnh. Cặp đôi được đánh giá là đôi đẹp của showbiz Việt. Rối loạn tiền đình là một căn bệnh khá nguy hiểm, nó gây mất tập trung và làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Rối loạn tiền đình là căn bệnh gây ra tình trạng đau tiền đình, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, nôn nao, mất thăng bằng, buồn nôn. Rối loạn tiền đình có thể là triệu chứng của rất nhiều loại bệnh như thiếu máu, viêm, u dây thần kinh, viêm tai giữa, tâm thần. Người bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hay xơ vữa động mạch, người bị viêm khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Các chuyên khoa trong ngành đưa ra cho bạn những lời khuyên trong quá trình điều trị như làm việc bằng mắt nhất định phải tuân theo luật 50-10, nghĩa là làm việc 50 phút thì nghỉ ngơi 10 phút. Đây cũng là lý do trong giáo dục thường chia thời gian học 1 tiết 45 phút. Nên ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Nếu ở người cao tuổi mà xuất hiện triệu chứng chóng mặt, xây sẩm mặt mày thì nên đưa ngay đến cơ sở y tế vì đó có thể là dấu hiệu của những bệnh nguy hiểm thường gặp như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường.